Hello everybody, my name is Trần Thị Nhung. I'm an English teacher at Tôn Thất Tùng Junior High School. Today I'm very happy to be here and introduce you the lesson, Revision Units 1, 2, and 3. In this lesson, we have two parts. Part 1, Vocabulary. Part 2, Grammar. In Grammar, we will review the present simple tense, enough to, be going to, adverbs, a place, and the last one, why and because. Và các em lưu ý cho cô, khi các em thấy biểu tượng, cuốn tập và cây viết, thì các em nhớ ghi chép nội dung bài học vào nhé. Now, let's start with part 1, vocabulary. I have a small game for you. In the game, you will choose the words or phrase A, B, C, or D that best fit the blank space in each sentence. Now, we move to question 1. In here, fire destroys home and children because someone plays with matches. So, according to you, which one is right? Good job! The correct answer is C. Injures. Injures means làm bị thương. Mỗi năm, lửa đã phá hủy rất nhiều ngôi nhà và làm bị thương những đứa trẻ vì ai đó chơi với diêm. Question 2. You can use them to record matches when you are out. Well then, A. Answering machine is correct answer. Bạn có thể sử dụng một máy trả lời tự động để ghi lại tin nhắn khi bạn ra ngoài. The next one is question 3. The boy is not talkative. He's rather in public. Ta có not talkative, không nói nhiều, gần nghĩa với cụm từ reserve, ít nói, dè dặt. Như vậy, đáp án đúng cho câu số 3 chính là đáp án D, reserve. Now we turn to question 4. Bell successfully demonstrated his invention at Cutlass. Of course, A, exhibition is right. Bell đã trình bày thành công phát minh của mình ở vô số cuộc triển lãm. The last one is question 5. Our line depend on. Trong câu hỏi này, vị trí cần điền là một danh từ. Vậy thì đáp án chính xác của chúng ta chính là đáp án A, electricity. Now we move to part 2, grammar. And let's start with the present simple tense. Ở phần đầu ôn tập ngữ pháp, cô và các em sẽ cùng ôn lại thì hiện tại đơn. Firstly, we review the form of the present simple tense. In affirmative form, we have subject, flood, verb bear, or verb with s or es. In negative form, subject, flood, don't or doesn't, flood, verb bear. Interrogative form, do or do, flood, subject, flood, verb bear. Và ở phần này, cô có một chú ý với các em như sau. Nếu chủ ngữ là I, we, you, they hoặc là danh từ số nhiều, thì trong câu trần thuật, động từ của chúng ta ở dạng nguyên mẫu. Còn đối với câu phủ định và câu nghi vấn, chúng ta sử dụng trợ động từ do hoặc là don't. Nhưng nếu chủ ngữ của chúng ta là he, she, it hoặc là danh từ số ít, thì ở dạng câu trần thuật, động từ của chúng ta sẽ là thêm s hoặc là es. Còn trong câu phủ định hoặc nghi vấn, chúng ta sử dụng trợ động từ does hoặc là doesn't. Như vậy, cô vừa nhắc lại cho các em về cấu trúc của động từ ở thì hiện tại đơn. Nhưng đó là đối với động từ thường. Còn đối với động từ đặc biệt to be thì sao? Các em lưu ý như sau. With verb to be at the present simple, we have am, is, are. And you should remember
With subject I, we use am. The subject he, she, it are singular nouns. We use is. And the subject we, you, they are plural nouns. We use are. The next important part you need to remember about the present simple tense is the uses. First, we use the present simple to talk about the fact. For example, the earth moves around the sun. Trái đất quay quanh mặt trời. Đây là một sự thật hiển nhiên, một điều luôn đúng. Chính vì thế chúng ta sẽ sử dụng ở thì hiện tại đơn. The second one, we use the present simple to talk about habitual action. For example, I always get up at 6 o'clock. And the last one, we use to talk about the timetable. For example, the flight flies at 6 a.m. Chuyến bay sẽ cất cánh lúc 6 giờ sáng. Và đây là nói về một lịch trình, một thời gian biểu. Chúng ta cũng sẽ sử dụng thì hiện tại đơn. Now, the last one I want you to remember about the present simple is the signal word. In the present simple tense, we use some adverb. For example, usually, often, always, sometime, never, and every. Và bây giờ cô và các em cùng làm một bài tập để ghi nhớ thật kỹ hơn về thì hiện tại đơn mà chúng ta vừa mới ôn tập nhé. Supply the verbs in practice in the present simple tense. Now you have 1 minute to do this exercise. Okay, 1 minute for you. Student, have you finished? Good job. Now we will check the answer. Number one, school always starts at 8 o'clock in the morning. Các em quan sát chủ ngữ của câu số 1. School là danh từ số ít. Đây lại là câu trần thuật. Như vậy, động từ cho trong ngoặc khi đưa ra ngoài, chúng ta sẽ thêm s hoặc là es. So the correct answer is, okay, start. Number two. We usually arrive at school at 7:30. Ở câu số 2, chủ ngữ của cô là we. Và đây vẫn là một câu trần thuật. Cho nên động từ cho trong ngoặc đưa ra ngoài, chúng ta sẽ sử dụng ở dạng nguyên mẫu. So the correct answer is arrive. We turn to number 3. The dog be very lovely. Ở trong câu số 3, động từ cho trong ngoặc là be. Cho nên các em lưu ý dạng của to be ở hiện tại. Và chủ ngữ the dog là danh từ số ít. Cho nên đáp án đúng cho câu số 3 sẽ là is. Now, number 4. See not watch television every night. Các em quan sát động từ cho trong ngoặc có not. Có nghĩa chúng ta sẽ chia động từ này ở dạng phủ định. Và đáp án đúng cho câu số 4 sẽ là doesn't watch. Now the last one, number 5. Tom often fly the kite in his free time. Ở câu số 5, chủ ngữ của cô là Tom, là danh từ số ít. Đây vẫn là câu trần thuật. Như vậy, động từ cho trong ngoặc đưa ra ngoài, chắc chắn chúng ta sẽ thêm đuôi s hoặc là es. Nhưng các em chú ý cho cô, động từ fly cho trong ngoặc có tận cùng là y dài, trước nó lại là một phụ âm. Cho nên các em phải nhớ đổi y dài thành y ngắn rồi mới thêm es nhé. So the correct answer for number 5 is flies. Now we move to next part, enough to. I have one example. Lan is tall. She can read that book well. How can I combine two sentences into one sentence? With using enough to. Of course, we can write
Lam is tall enough to read that bookshelf. Now I have another example. The weather is not warm. We can't go camping. When we use enough to, we can write the weather is not warm enough for us to go camping. Vậy thì chúng ta quan sát hai ví dụ. Các em đã có thể nhớ lại cấu trúc enough to chúng ta đã được học ở bài trước. Now I have the structure. Subject. Flood. Be or not. Flood. Adjective. Flood. Enough. Flood. For. Object. Flood. To. Verb. Bear. Như vậy, nhìn vào cấu trúc, chúng ta có thể thấy với cấu trúc enough to, chúng ta có thể viết ở dạng khẳng định hoặc là phủ định. Các em quan sát tiếp. Trong cấu trúc, cô đã bỏ for object vào trong dấu ngoặc đơn, có nghĩa chúng ta có thể bỏ thành phần này tùy theo ngữ cảnh của câu. Chúng ta quan sát lại câu ví dụ của cô. Ở câu thứ nhất, chủ ngữ ở câu số 1 là Lan, chủ ngữ ở câu số 2 là she. Hai chủ ngữ này trùng nhau. Khi chúng ta dùng cấu trúc enough to, chúng ta có thể bỏ for object, cho nên cô đã không viết for her. Nhưng ở ví dụ thứ hai, ta có chủ ngữ ở vế 1, the weather, còn ở vế thứ hai là we. Hai chủ ngữ này hoàn toàn khác nhau, cho nên khi chúng ta viết với enough, chúng ta phải bỏ thành phần for object vào. Và ở đây cô đã viết for us. Vậy thì ở một cấu trúc trên, khi chúng ta viết enough với tính từ, thì lưu ý cho cô, vị trí của enough đó chính là đứng sau tính từ. Chúng ta cùng quan sát ví dụ tiếp theo của cô. He doesn't have much money. He can't buy that computer. I can rewrite with enough too. He doesn't have enough money to buy that computer. Vậy thì trong ví dụ này không còn xuất hiện tính từ nữa, mà chúng ta thấy xuất hiện danh từ đứng bên cạnh enough. Và chúng ta sẽ rút ra được cấu trúc enough với danh từ như sau. Subject, flood, verb, flood, enough, flood, noun, flood, for object, flood, to, verb, bear. Vậy thì lúc nãy chúng ta thấy enough thì đứng sau tính từ, nhưng với danh từ thì enough sẽ đứng ở trước. Let's do the following exercise to practice more about the structure enough to. Ở bài tập này, các em sẽ sử dụng cấu trúc enough to để ghép mỗi cặp câu thành một câu. I will let you 2 minutes to do this exercise. Now time for you. Okay guys, have you finished? Excellent. We will check the correct answer. Number one, my sister is old. She can drive a car. So we can rewrite, my sister is old enough to drive a car. Các em quan sát thấy chủ ngữ ở hai câu trùng nhau, nên khi viết lại câu, chúng ta đã không cần viết thành phần for object vào câu viết lại nữa. Now number two, the radio isn't small. She can't put it in her bag. Cái đài không nhỏ, cô ấy không thể bỏ nó vào trong túi của mình được. So we can write, the radio isn't small enough for her to put in her bag. Và ở câu số 2 này thì có khác so với câu số 1. The radio và she khác nhau, cho nên khi chúng ta viết lại câu, các em nhớ bỏ thành phần for object vào. Number 3.
She is beautiful and intelligent. She can become Miss World. The correct answer is she is beautiful and intelligent enough to become Miss World. Now we move to number 4. Mr. Tan doesn't have time. He can't fit the car today. Ông Tân không có thời gian. Ông ấy không thể sửa chiếc xe hơi ngày hôm nay. Các em có thể quan sát thấy ở câu số 4 không có tính từ mà xuất hiện danh từ time. Vậy nên các em sẽ sử dụng cấu trúc enough đi với danh từ để viết lại câu này. So the correct answer is Mr. Tan doesn't have enough time to fix the car today. Now the last one, number 5. I don't have enough ingredients. I can't cook for 5 people. Tôi không có đủ nhiên liệu, tôi không thể nấu ăn cho 5 người được. Và câu này chúng ta cũng áp dụng tương tự giống như trường hợp của câu số 4. Okay, the correct answer is I don't have enough ingredients to cook for 5 people. Part 3. Be going to the near future. Ở phần này, cô và các em cùng ôn lại thì tương lai gần. Be going to. Now let's review the form. Look at some examples below. First, I'm going to visit my grandparents this week. Tôi định sẽ đi thăm ông bà vào tuần này. Các em quan sát động từ cô sử dụng trong câu. I'm going to visit. Next, my sister isn't going to sell her flat in Ho Chi Minh City. Chị gái của tôi sẽ không bán căn hộ của mình ở thành phố Hồ Chí Minh. Động từ trong câu chính là isn't going to sell. And the last, are you going to fly to Japan next month? Có phải bạn sẽ bay sang Nhật Bản vào tháng tới không? Động từ trong câu này chúng ta sử dụng là are you going to fly? Qua các ví dụ trên, chúng ta cùng khái quát lại cấu trúc của thì tương lai gần như sau. First, in affirmative form we have subject am, is, are going to, verb there. In negative form, subject am, is, are not going to, verb there. And the last one, interrogative form, we have am, is, are subject going to, verb there. Và ở phần tiếp theo, các em cần lưu ý về cách sử dụng của thì tương lai gần như sau. First, we use the near future to talk about the plan or intention. For example, Mai is going to read Romeo and Juliet this week. Mai có ý định sẽ đọc cuốn Romeo và Juliet tuần này. Như vậy, đây là kế hoạch bạn Mai dự định sẽ làm trong tuần này. Vậy khi nói về một kế hoạch hay một dự định, chúng ta sẽ sử dụng thì tương lai gần. The next. The near future is used to talk about the prediction with evidence. Example. Look, there are black clouds. It is going to rain. Hãy nhìn những đám mây đen kia. Trời sắp mưa rồi đấy. Như vậy, sự việc trời sắp mưa sắp sửa xảy ra, chúng ta căn cứ vào những cái bằng chứng như là những đám mây đen. Có nghĩa khi chúng ta nhìn thấy dấu hiệu đó là những đám mây đen, chúng ta có thể suy đoán sự việc xảy ra tiếp theo chính là thì tương lai gần. Vậy thì với những dự định có căn cứ, chúng ta sẽ sử dụng thì tương lai gần. And the last important thing I think you should remember is the signal of the near future. Và phần cuối cùng rất quan trọng chúng ta lưu ý là dấu hiệu của thì tương lai gần.
Okay, we can usually see some signal in and time in 10 minutes. Tomorrow, ngày mai. Tonight, tối nay. The next day, ngày kia. Next week, tuần tới. Next month, tháng tới. Next year, năm tới. Okay, I have one exercise for you to practice be going to. In this exercise, you will choose the words or phrase A, B, or C that best fit the blank space in each sentence. You should have 30 seconds to do this exercise. Okay, time for you. Student, time is up. Now we will check the answer. Ở bài tập này, cô nghĩ khá là nhẹ nhàng với các em đúng không nào? Chúng ta chỉ cần lưu ý đến chủ ngữ của câu để chúng ta lựa chọn to be tương ứng. Okay, let's start with number one. I have a good time tonight. Chủ ngữ của cô là I. Vậy thì to be sẽ là am. So, C is correct answer. I'm going to have. Number two, Janet help me. Chủ ngữ trong câu này của chúng ta là Janet, là một danh từ số ít. Và to be tương ứng sẽ là A. So A is going to help is the correct answer. Now we move to number three. He drive the car. Các em quan sát, đây là một câu nghi vấn và chủ ngữ của cô là he. Cho nên to be tương ứng sẽ là A. So B is correct one. Is he going to drive? Number four. We stay at home tonight. Chủ ngữ của câu là we. Vậy thì to be tương ứng sẽ là are. So A is correct. Are going to stay. The last one. You play tennis with Jenny. Đây vẫn là một câu nghi vấn và chủ ngữ của cô là you. Vậy thì to be tương ứng phải là are. So A is correct. Part 3. Adverbs of place. I have one example. I opened the book and looked inside. Tôi đã mở chiếc hộp đó ra và nhìn vào bên trong. Các em quan sát thấy cô đang sử dụng trạng từ chỉ nơi chốn inside trong câu này. Vậy thì sau ví dụ này, cô và các em sẽ cùng nhớ lại xem trạng từ chỉ nơi chốn về vị trí và cách sử dụng của nó như thế nào nhé. Okay, adverbs of place. We can use to describe where something happened. Chúng ta sử dụng trạng từ chỉ nơi chốn để miêu tả nơi sự việc xảy ra. An adverb of place can be placed after the main verb or after the clause. Và trạng từ chỉ nơi chốn có thể được đặt ngay sau động từ chính hoặc là đứng ở cuối mệnh đề. So now I will review some adverbs of place you have learned in Unit 3. The first one is upstairs, outside, inside, there, downstairs, and the last one, here. Okay, student, I have one exercise for you. In this exercise, you use the adverbs of place to complete the sentences. Here, there, inside, outside, upstairs, downstairs. Now you just have 1 minute to do this exercise. Quickly. Okay guys, time is up.
Now, let's start with number one. Don't worry, the police are to help you. So we should you? Yes, here. Đừng có lo lắng, cảnh sát sẽ ở đây để giúp đỡ bạn. Now number two. She ran to open the door for him. So which one is correct answer? Yes, downstairs. Cô ấy chạy xuống dưới lầu để mở cửa cho cô anh ấy. Now number three. We are going to fly a kite. So the correct answer is yes, outside. Chúng tôi ra bên ngoài để thả diều. And number four. The ugly clouds are getting colder, so we go inside. Good job. Những đám mây đen kia đang ngày một gần hơn, cho nên chúng tôi đã quyết định là đi vào trong. Now number five. Let's go. Yes, let's go upstairs and sit in the sun. Hãy đi lên trên lầu và ngồi dưới ánh nắng mặt trời. And the last one. The children love Disneyland. They want to go. Yes, of course, there again. Những đứa trẻ rất là yêu thích Disneyland đúng không ạ? Cho nên là chúng muốn quay trở lại đó một lần nữa. Now we turn to the last part. Why? Because look at this example. Why we must cover the electrical socket? Tại sao chúng ta lại phải che các ổ cắm điện lại? Because the children can put something into them. Bởi vì trẻ con có thể bỏ thứ gì vào đó. Vậy thì quan sát hai ví dụ này, các em đã có thể hiểu chúng ta sử dụng why và because như thế nào phải không? Yes, we use why to ask for the reason. Chúng ta sử dụng why để hỏi về nguyên nhân hay là lý do. And because to answer the question about the reason started with why. Và chúng ta sử dụng because để trả lời cho câu hỏi về nguyên nhân hay là lý do. Và câu hỏi này được bắt đầu bằng why. Hay nói cách khác ngắn gọn hơn, khi chúng ta hỏi câu hỏi là why, thì câu trả lời chúng ta sẽ bắt đầu là because. Now you will do the matching exercise about why and because. Để làm tốt dạng bài tập này, các em chú ý cho cô hai điểm sau. Điểm thứ nhất, quan trọng, chúng ta hiểu được nội dung của mỗi câu thì các em sẽ chọn được cặp câu hỏi why và câu trả lời tương ứng. Điểm thứ hai, chúng ta có thể quan sát chủ ngữ trong câu hỏi why, sau đó chúng ta sẽ tìm được chủ ngữ tương ứng trong câu trả lời because. Okay, now I will let you 30 seconds to do this exercise. Now, time for you. Student, have you finished? Good job. Now let's check all the answer. Number one, why did the police visit him? Tại sao cảnh sát lại đến thăm anh ta? Các em cùng quan sát chủ ngữ trong câu số 1. The police, đó là danh từ số nhiều. Vậy thì chúng ta hãy cùng tìm chủ ngữ trong câu trả lời tương ứng là they. Vậy thì chúng ta đã thấy được đáp án đúng cho câu số 1 đúng không nào? Okay, one go with C because they think he's a thief. Bởi vì họ nghĩ anh ấy là một tên trộm. Okay, number two. Why did you buy a new computer? Tại sao bạn lại mua một cái máy tính mới? Và chúng ta sẽ tìm được câu trả lời đảm bảo về nghĩa tương ứng, đó chính là okay, A, because my old one hadn't got a webcam. Bởi vì cái máy cũ của tôi không có webcam. Now we turn to number three. Why didn't Peter say anything at the party yesterday? Nào cùng quan sát chủ ngữ trong câu số 3, Peter. Vậy thì trong câu trả lời chúng ta hãy tìm he.
Okay, you can see the correct answer. Yes, three go with B because he were very nervous. Now, number four, why is he so happy? Chủ ngữ trong câu này của chúng ta là three. Vậy thì chúng ta cũng hãy tìm chủ ngữ tương ứng trong câu trả lời because. Okay, C. So, number four go with A because he get lots of good mark. And the last one, why are you so late? Yes, chủ ngữ của chúng ta là you. Khi câu hỏi là you thì trong câu trả lời của chúng ta sẽ tìm I. So the correct answer for number 5 is D, because I missed the boat. Finally, I want to say thanks for your attention and have a nice day. Goodbye.